Tại đảo Xích Châu thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, các nhà khoa học đã lần đầu tiên phát hiện và khai quật hóa thạch khủng long kỷ phấn trắng. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu hệ sinh thái cổ của Hồng Kông. Tuy chưa xác định được cụ thể về loài, song các nhà khoa học cho biết đây là hóa thạch của một con khủng long đã già, có kích thước lớn và sống ở kỷ phấn trắng khoảng 145 triệu đến 66 triệu năm trước. Theo các nhà chức trách, các nhà khoa học sẽ tiếp tục tiến hành phân tích sâu hơn để xác định chính xác loài khủng long này. Để tạo điều kiện cho công tác khảo sát, khai quật và nghiên cứu sau này, hiện khu vực đảo Xích Châu chỉ cho phép những người có liên quan được lên đảo. Bắt đầu từ hôm nay, 25 tháng 10, hóa thạch khủng long này sẽ được trưng bày và giới thiệu với công chúng tại Bảo tàng Khám phá Khảo cổ Hồng Kông, Trung Quốc. Tháng 3 năm nay, các chuyên gia cũng đã lần đầu tiên phát hiện những hóa thạch xương sống tại đảo Xích Châu khi tìm thấy dấu tích của chúng trong các lớp đá trầm tích.